Nó lật xuống này. Không đâu. Phải, nó lật xuống này. Thu không? Thu không? Thu thì có người vớt. Mua đông khách là gặp lại thôi đúng không? Camera foto. Thuyền thúng á? Thuyền thúng đi, thuyền thúng ai? Mưa. Ê! Ôi! Con gì đấy? Con gì đấy? Con gì anh? Dương cha. Bà mà lật cân đối lật chẳng được, bà phao mà cả phao cho cậu thấy này. Hay à, mấy cậu ơi, đây bà đây mà cả phao đây này, không lật được đâu, không lật được đâu. Ô ở ngày truyền thống là nó thường vai trò à, nên khi đây là không cầm không cần tức lắc xuống à, sợ bị kẹt à chú. Rồi hôm đó để cứ cái chân rồi mình cũng kẹt mắt nó. Eo ơi. Dễ lắm trong phải chứ. Su anh là sâu anh? Cái này sâu. Là ở 19-20 mét. 19-20 mét á? À không, mới 19-20 mét. Nú lâu. Mới 19-20 mét chứ không? 19-20 mét còn đấy thôi. Sao đâm nhau vậy nè? Thì bắt đầu nước lên này răng anh này. Ê anh ơi. Chả sao đâu. Xa đi. Nó còn vai chạm hơn nữa. Vai chạm nhiều lắm khỏi lo đi. Cái thúng mà đi 6 ngày là phải thay cái thúng khác. Đi sao thúng luôn.
Trời phun gì? Dạ, thúng này này, cái thúng này là 6 ngày phải thay lần. Phải thay cái khác. Thay cái thúng khác đi. Cái đó không thay mà chỉ đi sửa thì sao? Thì làm một cái này tốn tiền mà. Cái thúng nào tốt lắm là cái dùng phần. Phần là thay 6 ngày. Có ai coi đâu vào. Quay không? Đuổi nó đâu. Con đi ba. Con không cần. Cái gì bay trên trời kìa. À, rôn à. Mà bà thấy dừa rồi. Ma biết bà luôn. Dừa rất là dừa đó. Nếu còn đi la vít vào thế đó phát hiện đi thuyền thích này đẹp này vơi này đi hồi ăn xong rồi đi lên thuốc. Hello, xin chào. Đây là gì à? Gimbal có biết bay không? Cái nào gimbal biết bay cái gì kìa? Dạ. Mình ở đâu? Ở Nghệ An à? Nghệ An. Dạ vâng. Dư hương của bác ạ. Dạ vâng. Đây gì mà gimbal có biết bay à? Ok. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Đâu có tài của mày. Không gặp thì đi là nhọc nặng rồi về là thắt xuống cũng được xuống cũng được. Đâu đi đông lắm không về thì đông này đi từ tiến đông này cần máu giờ để nó mát. Giờ mình đi vào rừng dừa chú. Này vào rừng dừa. Cho nhiều người coi ấy. Vào rừng dừa mình phao ra mình thích. Đây. À, hơn có phao. Hơn 60 năm ấy cô ạ. Về sướng được cái ngày ấy cô ạ. Hơn 60 năm cuộc đời. Giỏi lắm. Bà mời gọi là đấy. Có chung bạn bơi. Đi Hội An rồi thuyền thú này. Hội An này. Đây là rừng dừa bảy mẫu. Rừng dừa bảy mẫu. Đi vô đa ngàn dừa. Thời kỳ chân Pháp. Dạ vâng. Con chứ đi chơi đây. Cha ông ta đi ra bào ấy. À. Đi ra bào vô miền Nam. Lấy gốc. Lấy cái dừa để trồng. Hồi kia là trồng bảy mẫu thôi. Bảy mẫu mà bây giờ là cũng phải mấy chục mẫu rồi. Vì cái dừa này nó có cái lạ. Khi mà trái nó già rồi đó. Mà họ không chặt vô mà làm chè dừa như giờ á là để nó già già rồi nó tự nó rụng đi rồi nó sẽ to nó to tới mức nơi chỗ nào nó vượt dừa vào được là nó tự nó lên nó dừa vào cái bờ này đó tự nó lên nó sống rồi tới những cái dừa này mà chẳng qua khu này với mấy cái khu khác là người ta nó nhảy ra thêm cái này nó nhảy thêm nhưng mà mình cũng phá không cho nó nhảy nữa là nó lấp mưa. Cái này là nó tự phát triển đúng không chú? Là nó phát triển. Nó tự phát triển chứ mình không còn, phải là cụ. Còn nói về nói du lịch thì cách đây khoảng 10 năm rồi. Khoảng 10 năm rồi đã dừng du lịch. Thì hồi trước đây đông lắm họ có ai coi đâu mà. Chỉ có người ta chặt ra một cái lần nhà lá người ta ở. Hồi xưa là ở nhà lá nhiều, bây giờ ở nhà lá tu sửa nhiều quá, người ta cố gắng xây dưới gạch
hay là tôn hay ở đỡ họ có điều kiện là khác họ làm to họ không có điều kiện là xây đỡ lên cái họ là tôn còn gà dừa này họ vẫn làm nhưng mà làm quán như cái quán mình hồi nãy đông vô đó là lá dừa không đó. Là trang trí kiểu làm lá dừa nói dùng lá dừa nó mát đông nè thuyền đông nè chỗ này sâu không chú à cái này mất máy 2 mét. 2 mét à? Bây giờ là không tới 2 mét. Nhưng mà nó gần bờ cũng kể cả có rơi thì cũng không sao đúng không? Tùy ngó vậy đồng cũng nó đông. Không có gì mà phải sợ. Sợ xảy ra điều đó cũng biết có. Thì chú biết bơi không chú? Hả? Chú biết bơi chảy vô trong trong cột ở cái dừa mà đứng này. Đấy bờ nó cạn mà. À trong bờ này. Bây giờ mình trong thì có phao. Đây đây. Mặc phao áo phao cho con. Cô cái túi áo này, áo ngắn này nó phao ra. Như cái nón này. Nón áo phao dù có. Đây. Nếu mà xuống sống là mình phải. Nhưng mà chuẩn bị đó rồi. Chạy ra ráp đi. À vâng. Kiểu có công an kiểm tra hay là sao chú? Lâu lâu nó kiểm tra là không mặc áo phao này mà áo phao. À. Mà nhưng mà cách bây giờ cũng hết giờ. Mình cho hết giờ làm việc xuống. Mình làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ thông thường là? Thường thường là bắt đầu là 8 giờ. 8 giờ sáng đến có nhiều cái khách nó xuống 7 rưỡi 8 giờ ra 7 rưỡi có 7 giờ 7 rưỡi cũng có. Rồi nghỉ tí nha. Buổi tối là bao nhiêu? Anh em nha. Còn à, chuyến mà vô cuối cùng là 7 giờ kém thì cả thấy khách. Bởi vì muộn quá là nó tối nguy hiểm. Không ra. Chứ nó đâu có thấy gì đâu. Ra đâu có thấy gì. Mình ra cũng không thấy gì. Đây là một cái hồ tôm hồi xưa của người ta này, trong này. Bây giờ người ta làm nhà lá lên cái làm quán á. À. Quán là đó người ta bắt khách về. Buổi trưa người ta ăn đông lắm. Đông ăn xong người ta đi thúng. Đi thúng chơi. Xem xuống xem biểu diễn thúng. Anh ơi, anh làm. Anh làm như thế này thì họ trả lương thế nào? À, trả lương cho tháng. Nhưng mà trách nhiệm mình phải làm. Mình ở đó bị ai bơ thì mình cứ bơ. Bơ theo chiến vậy. Theo thứ tự vậy. Nhưng mình ăn lương hàng tháng. Thường là những người mà chèo thuyền thúng đây là thường người dân địa phương đúng không chú? À, địa phương là cũng ở quanh đây đúng không ạ? Địa phương nhiều lắm. Địa phương không mà. Quen trước à? Cứ hơn nữa có phương ở địa phương khác người ta học rất là chuyên làm. À. Cũng có. Địa phương khác cũng có. Nhưng mà mình vẫn cho họ là chỗ nào cũng có. Tiền à. Tiền thúng à. À này còn bài cháu một thúng à. Cái đó là đang phát trực tiếp đó. À con đang quay video rồi. Giới thiệu về cái thuyền thúng của Hội An. Cái dịch vụ du lịch thuyền thúng của là Hội An mà nó thuộc về rừng dừa bảy mẫu. Rừng dừa bảy mẫu. Nhưng mà tí rừng dừa bảy mẫu nhưng nó nhiều công ty lắm. À vâng. Cũng như một công ty của Thái Bình, Thái Cô Tô. Công ty du lịch sinh thái rừng dừa bảy mẫu. Bảy mẫu là từ Trung. Từ Trung. Nhưng con nhớ là con nó có một cái tên khác đúng không ạ? Bởi vì gì nhỉ? Bảy mẫu là từ Trung. À. Còn ví dụ như có công ty mà không đạt gì đó đạt. Đây cái công ty nó thôi, nó cái người công ty thôi. À, sắp tới khu vực biểu diễn kia đúng không ạ? Đúng rồi. À, đây là biểu diễn thống. Biểu diễn thống là quay đây, quay đi. Cứ quay đi. Quay đi. Quay đi. Đây là họ biểu diễn thống. Khách là thương tiền, thành thương họ cho. Quay vậy là làm áp lực chứ không phải là dễ đâu. Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ca cùng các anh góp lửa diện thù bom rơi. Thank you.
đây là một nước đổ bay lên ta một giá xung phong chứng quân lòng chỉ mẹ ơi nó đỡ hàng mình nhỉ. Đây là ít người hơn rồi chú, bây giờ ngày là ít rồi. Không tùy theo ngày, chứ tới ngày theo tới ngày này, giờ này nó cũng đông. Anh chia một ngày đã bao nhiêu lần đấy? Thì mình ăn lương tháng 6 triệu. Dạ? Tháng 6 triệu. Sáu đợt đó. Tháng 6 triệu. Nó tùy khách thôi chú nhỉ? Hả? Có nhiều khách thì mình chiều nhiều mà ít sáu khách thì... Cũng vậy thôi, mỗi ngày kiểu vậy. Có vui cho mấy thôi. Cái này mình không dám đi. Mùa đông đã ai đắng chiều cái này nhỉ? Vừa lách vừa vấn. Không bao giờ mà, không bao giờ mà, kể cả thách tay, không bao giờ là cả nhân viên, không bao giờ. Đây là quy định rồi hả chú? Không bao giờ mà ấm gì, đồng tư khách. Quy định. Thì cái dẫn khách vui ra là nó gì đó. Khách cảm thấy vui thì khách thương, khách cho, thương hớt. Còn cho cũng chút khách mà không cho cũng chút khách vậy. Đây là họ kể có đồng đống như vậy ai cũng vậy. Đó là thế. Kiểu người Hội An dễ thương cực luôn ạ. Đừng thôi mình nói thật vậy, chứ không phải là mình. Có nhiều khi khách nó cho mà, nó cho tờ 500 đỏ, tờ 200 đỏ mà, tờ hồi xưa á. Bây giờ mình không ăn được thì cũng cảm ơn. Cảm ơn. Kỷ niệm. Nhưng mà mình không cảm ơn khách là không được. Nó vui với khách, cảm ơn. Rồi trưởng đoàn mới khách tua về cho mình. Rồi mình mới có công ăn thì sao. Ăn vui lắm, cho nhiều thời vậy. Thời 500 đỏ này, 200 đỏ phải vui về là còn vui nữa. Giỡn vui luôn. Nó đâu có nghĩ là tiền đó là dùng không được. Nó thấy ngân hàng nhà nước Việt Nam là nó tặng thôi. Vâng. Nó đâu biết giá trị đồng tiền nó là lớn hay là nhỏ gì đâu. Lấy từ 200 đồng vậy ạ? 200 đồng ấy. Bây giờ tờ nó không ăn được luôn đấy. À vâng. Tờ 500 mà giờ mua gì được nhỉ? Tờ 500 bây giờ mua cũng không được nữa. Mình mua cái gì cũng phải tờ ngàn trở lên đúng không? Vâng. Mà tờ nó không tặng. Còn có tờ 10 ngàn đỏ nữa. Nhớ không?
Không, cái 10.000 đồng xưa đi ạ. Không, hồi xưa đó mới đây nè, mới đổ sao qua Philippines nè. À. 10.000 đồng đỏ đỏ. Nó cũng tặng. Để khách thì ra khách. Vừa quay dưới là nhẹ hơn anh ơi. À. Đi thì mình đi đúng chiều gió đúng không ạ? À, mình nhẹ nhàng. Là mình gió này nó đi về là nó nhẹ nhàng. Còn hồi sớm mình vô ngõ này là vô rừng dừa đấy. À, thuyền lớn nó chuyên bị đi. Thuyền lớn đó là người ta đi biển đấy. Chắc. Đi biển đánh cá đúng không ạ? Chưa đi hay là hỏi gì bắt đầu đi đâu? Tối người ta mới đi chứ.